Nói cho ma chỗ ma thì thực ra con Go Flame này ấy, là khi các bạn đổi màu energy của nó thì nó sẽ đổi nguyên tố theo bốn loại nguyên tố cơ bản, đó là điện, độc, lửa, băng. Màu xanh, màu tím các thứ sẽ là điện, màu trắng các thường thường màu trắng sẽ là băng, và màu vàng, màu lửa, màu đỏ thì sẽ là màu energy lửa. Còn nếu các bạn màu xanh ngà hoặc vàng ngà thì ấy, nói chung xanh lá cây các thứ thì nó sẽ hay ra toxin. Mình nghĩ đó là tính năng thôi. Nhưng mà DE rất là ngu cái phần tính năng này, DE còn nó bị động. Theo kiểu mình rõ ràng đổi màu ấy, đổi màu để nó ảnh hưởng đến kỹ năng thì liên quan đến tính năng hơn đúng không? Còn bị động nó đấy không phải bị động. Tại vì cái đấy bị động là không làm gì cả, không làm gì cả được hưởng. Rõ ràng đây mình có tác động vào nó để thay đổi màu mà. Vì thế mình nghĩ là cái phần giữa phần bị động và phần kiểu tính năng đổi màu này thì DE nó quy vào một như thế này là đéo ổn. Đúng là bọn lách luật tí coi như là con chô ma, chính xác con chô ma là đéo kỹ năng bị động. Còn cái phần đổi màu để thay đổi kỹ năng nó hợp lý với tính năng hơn là bị kỹ năng bị động. Thôi nói đến kỹ năng số 1 của chỗ ma. Kỹ năng số 1 của chỗ ma thì cái kỹ năng số 1 này tóm lại là nó sẽ chỉ là phun ra cái element mình equip. Nếu mà các bạn để điện thì nó phun ra điện, để lửa phun ra lửa, để băng phun ra băng, tóm lại là phun ra cái đấy. Phạm vi thì rất cùi với phạm vi gốc là 10 mét ấy, thì nói chung là khá là nhỏ. Và nếu mà muốn phạm phun được xa hơn ấy thì sẽ phải đút móc rank vào, và chỗ ma này ít khi sử dụng rank lắm. Tóm lại là phun ra điện, phun ra lửa, phun ra độc, phun ra băng. Bình thường thì người ta hay sử dụng ba cái element điện thì mình sẽ tun, lửa nó sẽ burn và cái băng nó sẽ slow, chứ ít ai dùng độc, tại vì cái độc cũng chỉ đốt máu trên dây kẻ địch thôi, mà máu đốt máu trên dây cũng chả xin nhê đâu, chưa kể là lại còn update nữa, chúng vãi cả hotfix vào cái giờ này nữa chứ. Nên tóm lại là vẫn thế, rồi cái độc nó chỉ đốt máu trên dây thôi, chứ độc nó không tun. Thành ra là trong bốn cái element đấy thì ít ai dùng độc. Tiếp đến là kỹ năng số 2. Kỹ năng số 2 là kỹ năng chủ lực. Nói chung là kỹ năng số 2 kỹ năng số 3 là chủ lực của con này, thì bên nói kỹ năng số 2. Kỹ năng số 2 của nó phụ thuộc rất nhiều vào bốn cái màu element. Thì trước hết về element điện. Với element điện ấy, chẳng hạn mình để level 30 chẳng hạn. Element điện của Choma ấy, tóm lại là khi để element điện nó sẽ khi các bạn kích số 2 sẽ tăng cho các bạn thêm lượng siêu. Nói chung là nó sẽ tăng lượng siêu tối đa cho các bạn. Đồng thời ấy, là cái này boost cho cả đồng đội nhé, đúng nhé, đồng đội trong phạm vi này thì họ cũng được hưởng. Đồng thời nhé, sau khi tăng lượng siêu tối đa này, nói chung tăng lượng siêu là màu thôi, các bạn thừa biết là siêu bao nhiêu thì cũng yếu đúng không, quái nói chung siêu này là thứ không bền, nó mãi tăng một lượng siêu là màu. Và khi nó nhận sát thương từ kẻ địch ấy, nó sẽ phóng điện ra. Cái tỷ lệ status ấy, kiểu mỗi khi kẻ địch đánh mình thì nó sẽ phóng điện ngược lại. Cái tỷ lệ để stun kẻ địch ấy thì ảnh hưởng bao giờ chăng, có nghĩa là trang của các bạn cao ấy thì tỷ lệ các bạn giật điện được nó cao, và cái này ảnh hưởng bởi rank. Rank của bạn to ấy, thì cái phạm vi các bạn phóng ngược lại điện lại ấy, thì nó sẽ rộng hơn. Còn nếu mà rank các bạn nhỏ ấy, thì nó phóng điện lại rất là kém. Và thêm nữa thì cái phóng điện này nó ảnh cái đam của nó thì ảnh hưởng bởi lượng máu và lượng siêu đã mất của mình, thành ra là nó cũng không hay lắm. Không hay ở một điểm ấy là do cái kiểu nếu mà mình trâu đúng không, mình trâu bò thì có nghĩa là mình mất ít máu ít siêu. Mất ít máu ít tiêu đồng nghĩa là mình sẽ đưa được ít đam. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy, khi để dùng cái kỹ năng này, mục đích chính không phải để đưa đam, mà mục đích chính của cái điện này là để tuôn kẻ địch. Tuy là nó không có tác dụng lâu dài nhưng mà sẽ khiến cho kẻ địch bị tê liệt hoàn toàn. Có nghĩa là nếu mà các bạn sử dụng element khác thì mình sẽ nói sau, chẳng hạn như sử dụng băng ấy thì nó sẽ làm chậm kẻ địch đúng không, kẻ địch bị chậm thì vẫn đánh được mình. Còn khi dùng cái điện này tuy là không lâu dài như băng ấy, nhưng nó sẽ khiến cho kẻ địch bị khựng hạn hẳn 2 giây luôn, và nó sẽ bị khựng liên tục, nó cứ bắn một cái khựng, bắn một cái khựng, đa phần là như thế. Trải qua địch vừa rồi nó rất là đông. Thế tóm lại là cái điện nó sẽ giúp cho các bạn tăng lượng siêu tối đa và khiến cho các bạn phóng điện ngược lại kẻ địch dựa theo số đam kẻ địch hút máu không hút siêu của bạn. Ảnh hưởng về bao số trang, trang là ảnh hưởng đến đam, và trang ảnh hưởng đến cái nói chung là nó sẽ nhân đam của kẻ địch đúng không? Trang là ảnh hưởng đến cái nhân đam của kẻ địch, trang ảnh hưởng đến cái xóa tơ chen, có nghĩa là cái tỷ lệ điện giật stun của nó, và rank sẽ ảnh hưởng đến cái khoảng cách phóng điện của nó. Thì bây giờ tiếp theo sẽ đến màu sữa. Bây giờ vừa rồi điện, bây giờ mình sẽ sang băng chứ gì. Cái băng này này thì khi mình cát ấy là nó sẽ tạo thành một lớp băng quanh con Choma và khiến cho con Choma này được cộng thêm một lượng armor nữa. Cái lượng armor cộng thêm này là dựa theo cái kỹ bao giờ trang, và nó sẽ cộng theo armor dựa theo cái lượng armor gốc của Choma. Có nghĩa là Choma có chỉ số armor gốc là 350 thì nó chỉ cộng thêm từ phần 350 thôi, chứ nó không ảnh hưởng với các móc cộng armor khác. Vì thế thì dù các bạn có đút thêm các móc cộng armor khác vào ấy, thì nó cũng đéo ảnh hưởng gì đến cái cộng armor của cái băng này cả. Thành ra là tốt nhất là không nên nhét móc armor liên quan gì đến chữ số 2. Tóm lại chữ số 2 là cộng từ phần gốc của mình thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến cái khác. Đồng thời là khi kẻ địch bắn vào mình ấy, thì kẻ địch bắn vào mình ấy thì kẻ địch sẽ bị phản lại đam giống như là cái điện.
nhưng thay vì nhân đam lên ấy thì cái băng này này phản lại đam rất là thấp, nhưng mà bù lại ấy, nó sẽ khiến cho kẻ địch có tỷ lệ bị slow. Những cái con bị phản đại đam ấy sẽ có tỷ lệ bị cái viên đạn đấy có đem thêm dự ứng băng khiến thành nó slow. Slow đồng nghĩa việc là bọn nó sẽ bị giảm đam trên dây, đúng không? Rõ ràng là slow bọn nó sẽ bắn chậm hơn, sẽ bị giảm sát thương trên dây. Vì thế cái giáp băng này nó lợi ở một điểm ấy. Nó giúp mình bền hơn một tí và nó giúp cho mình, nó gọi là nó giúp cho kẻ địch bắn mình ấy bị slow. Mà kẻ địch bị slow đồng nghĩa là kẻ địch khó giết được mình hơn, có nghĩa là nó đã trâu hơn một tí rồi nó lại còn khó bị giết hơn một tí nữa đấy. Thành ra cái giáp băng rất là lợi. Cái vấn đề ở chỗ ấy là như đã giải thích, cái giáp băng này này nó làm bọn nó bị slow lại thôi, chứ bọn nó không làm bọn nó đứng im, nghĩa là kẻ địch vẫn có khả năng bắn mình. Còn cái điện ấy, cái điện tuy là không slow được lâu như cái băng, nhưng mà cái điện mỗi khi nó giật ấy nó sẽ khiến cho kẻ địch bị tê liệt hoàn toàn luôn. Nói chung là hai cái băng mà cái điện này nó gần na ná nhau. Cái phản đam của cái phản đam với cái phản băng ấy, có nghĩa là cái khoảng cách mà để nó phản đam với cái tỷ lệ nó gây ra kẻ địch bị slow ấy thì là không ảnh hưởng bởi rank, có nghĩa là cái con này nó kiểu cái đấy là phản lại từ mọi khoảng cách. B tiếp đến là cái element tiếp theo là element lửa chẳng hạn. Với element lửa ấy thì tóm lại khi chúng ta cắt chiêu số 2 này sẽ tăng cho vạch máu tối đa, chẳng hạn lên từ 960 cắt phát sẽ tăng lên 1200 viên, tóm lại nó sẽ tăng vạch máu tối đa cho mình. Đồng thời sẽ tạo ra một cái aura lửa xung quanh người mình, và cái aura này phạm vi rất là nhỏ và không thay đổi bởi rank, có nghĩa là các bạn có nhét móc rank vào nữa thì aura lửa này sẽ rất là bé. Cái aura lửa này là kẻ địch lại gần aura lửa sẽ bị mất máu trên dây và sẽ có tỷ lệ bị burn. Cái tỷ lệ cái mất máu trên dây của nó rất là chậm và cái tỷ lệ bị burn rất là kém. Đây các bạn nhìn nhé, bú vào bảo đảm của nó này, các bạn thấy chưa đứa nào bị burn cả đấy, mãi có một đứa bị burn đấy, hai đứa bị burn, ba đứa bị burn. Khi nó bị burn ấy thì nó sẽ đứng dẫy trong một thời gian ngắn, hiểu không? Đấy, thành ra là cái lửa này tóm lại nó mục đích chính của nó chỉ là để tăng vạch máu tối đa với hồi lại một tí máu thôi. Nói chung là hơi bẹ, có nghĩa là kiểu cái phát đầu tiên khi nó cát ấy là nó tăng cho chúng ta cả vạch máu tối đa và tăng cho chúng ta thêm một lượng máu nữa. Nhưng nếu mà đồng đội trong phạm vi này, đồng đội đứng ở trong phạm vi này, nếu mà họ đang đứng ở đây họ hưởng nhá, thì nó chỉ họ được tăng cả hai, đúng không? Khi họ đứng đây họ hưởng là họ được tăng cả hai, tăng cả vạch máu tối đa lẫn là tăng thêm một lượng máu cộng thêm nữa. Nhưng nếu mà họ chạy ra ngoài ấy, họ chạy ra khỏi phạm vi của Choma ấy và sau đó họ vòng lại phạm vi của Choma lần nữa ấy, thì lúc này ấy, họ chỉ được cộng thêm vạch máu tối đa thôi, chứ còn không được cộng thêm lượng máu cộng thêm nữa. Chẳng hạn như vạch máu của họ là 1000, họ đứng trong phạm vi của Choma, họ được cộng phát lên 1200 trên 1200, nhưng sau đó họ chạy ra khỏi vòng và họ vòng về, khi vòng về như thế họ sẽ chỉ là 1000 máu trên 1200 mà thôi. Có nghĩa là vạch máu tối đa vẫn được tăng lên 1200, nhưng lúc này ấy, cái phần máu bạn đang có trong người ấy chỉ ở mức cơ bản là 1000 thôi, nó sẽ là 1000 trên 1200 máu chứ không phải là 1200 trên 1200 như lúc đầu đứng gần Choma nữa. Đấy, nó chơi bựa chỗ đấy, nhưng mà cái phần bựa đấy sẽ được cái element số 2 khắc phục, tí nữa mình sẽ nói sau. Cái tiếp đến là đam độc. Nói chung đam độc là cái nhảm nhí nhất, đam độc những cái thứ màu vàng ngà ngà màu xanh như này, kiểu khi cắt này nhá, nói chung là nó sẽ khiến cho kiểu vũ khí, nó sẽ khiến khi cắt chiêu số 2 này nó sẽ tỏa ra cái aura giống như là của lửa, và cái này cũng giống lửa chỗ là không ảnh hưởng với rank. Tóm lại là cái xung quanh người của lửa, xung quanh người của độc không ảnh hưởng với rank. Cái xung quanh người của hai cái này thì đều đốt máu trên dây, cái xung quanh người của độc này cũng đốt máu trên dây dựa theo phần trăm máu của kẻ địch. Nhưng mà các bạn phải hiểu là dù tính theo phần trăm máu của kẻ địch ấy, có nghĩa là máu của địch nhiều thì đam cũng cao, đúng không? Vấn đề ở chỗ là nếu mà có kẻ địch có armor ấy thì đam của cái độc này cũng sẽ bị giảm, thành ra là cái đam của cả lửa lẫn cả độc đều không sinh nhê. Và cái độc này nó tệ hơn một điểm ấy, đam của lửa và độc đều không sinh nhê, nhưng cái lửa có tỷ lệ stun kẻ địch khiến nó kẻ địch bị cháy, nhưng cái độc thì chẳng có tỷ lệ khiến cho kẻ địch bị sao cả. Ok, cái độc này nó sẽ khiến cho mình nạp đạn đổi vũ khí nhanh hơn. Đây từ đấy các bạn thấy nó đổi vũ khí rất là nhanh, nó đổi vũ khí nhanh hơn và nạp đạn nhanh hơn. Chẳng hạn với khẩu này mình đang sử dụng mod nạp đạn nữa, nói chung là kết hợp cả mod nạp đạn nữa cả kỹ năng độc nữa, thì các bạn nhìn nạp đạn đấy, một cái khẩu súng mà các bạn biết là gogon ấy là khẩu súng nạp đạn rất là lâu mà kết hợp hai thứ vào nạp đạn rất là nhanh. Hoặc là như với khẩu vây con này hiện giờ mình không sử dụng mod nạp đạn nhé, này mình không sử dụng mod nạp đạn đấy, rất là nhanh. Vì thế thì thường thường cái độc này rất ít người sử dụng. Một là cái tính năng kiểm soát không có, hai là nó chả cộng cái gì quan trọng như liên quan đến độ sống sót cả, nó chỉ cộng liên quan đổi vũ khí nhanh và đạp đạn nhanh, hai cái thứ mà đéo ai cần thiết. Vì thế thì gần như không ai sử dụng element độc. Ôi, tương đến bây giờ tính đến tiếp theo đến cái kỹ năng Omen, nó Omen của nó tóm lại là đây, Omen của nó là cái số này, Omen số 2 đây. Omen số 2 có nghĩa là khi các bạn cast ấy thì đồng đội sẽ được hưởng 100% thời gian còn lại của kỹ năng. Có nghĩa là thay vì ngày trước mình cast đồng đội ở gần được hưởng và đi ra xa thì mất, đúng không? Thì bây giờ mình cast nhé,
ai thích ý, chỉ cần chạy con người mình, lướt con người mình thôi. Có nghĩa chẳng hạn tôi đang bật chiêu số 2 đúng không, ai thích chỉ cần lướt qua tôi một phát là họ có thể đi ra chỗ khác, hoặc trên người họ vẫn giữ được cái búp hai của tôi. Tóm lại là nó sẽ cho đồng đội vác được cái búp hai của mình đi khắp mọi nơi chứ không cần phải đứng ở gần mình nữa. Nói chung là rất là lợi. Các bạn hãy tưởng tượng một team mà một team tăng cơ con nào cũng được tăng máu chẳng hạn, hoặc là một team tăng cơ con nào cũng có kiểu tăng có giáp băng để tăng ammo và sẽ làm sao đâu cái địch chẳng hạn, hoặc là một team toàn điện đi đâu cũng thấy giật điện tung mát chẳng hạn đấy. Còn cái đoạn một team toàn độc thì đi mẹ đâu, element như lon. Thì đấy, tóm lại ý mình như vậy. Thì bây giờ tiếp theo đến cái chiêu số 3. Nói chung chiêu số 3 này là một chiêu quan trọng nữa của Choma. Chiêu số 3 này tóm lại là nó tóm lại là nó mất siêu thì nó sẽ tăng giáp. Có nghĩa là mỗi khi kẻ địch hút lượng siêu của mình ấy thì nó tăng giáp. Và thành ra ấy, sau khi mất siêu xong ấy, lượng ammo trên người chúng ta rất là trâu. Nên các bạn thể thấy này, bao nhiêu quái bắn máu gọi là máu vẫn chết, chúng ta vẫn chết thì máu từ rất là từ từ, phải không? Thành ra là kiểu chúng ta mất siêu thì chúng ta sẽ tăng được tăng ammo. Ammo là làm cứng vịt máu, tăng mất siêu để khiến cho ammo nhiều và vịt máu rất là cứng. Đồng thời mỗi khi mất máu chúng ta sẽ được tăng đam, có nghĩa là nó sẽ tăng đam vũ khí của chúng ta, nó không tăng đam kỹ năng, nó chỉ tăng đam cho vũ khí của chúng ta thôi, nhưng nó sẽ khiến vũ khí chúng ta rất là mạnh. Cái điểm lưu ý ở đây ấy, tuy là nó chỉ tăng đam cho súng ống thôi, nó không tăng đam cho kỹ năng, nhưng mà nó tăng đam cho chiêu 1 của Choma. Có nghĩa là cái chiêu 1 của Choma này, cái búp đam của chiêu 1 Choma lại ảnh hưởng bởi chiêu số 3. Kẻ địch bắn vào máu của chiêu số 3 ấy sẽ khiến cho con Choma tăng đam vũ khí và tăng đam cả chiêu 1 nữa, chỉ duy nhất chiêu 1 mà thôi. Cái vấn đề ở chỗ là cái chiêu 1 nó cực kỳ rắc hải, các bạn phải dùng các bạn mới biết. Dù là có được chiêu số 3 nhân đam lên ấy thì chiêu này cũng đéo tác dụng mẹ gì cả. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại về màu element nào mình thích đã từ từ. Chẳng hạn như là do mình thích màu cam, màu điểm cam thôi chứ không hẳn do mình thích lửa đâu. Thôi thế này nhá, tóm lại là như thế. Thì bây các bạn nhìn nhá, bây giờ mình sẽ thử summon một con nữa thôi để cho các bạn dễ hiểu. Bây giờ mình sẽ để một con quái, mình sẽ để nó ở level 40 chẳng hạn, hoặc là level 60 đi, đây để nó level 60. Nói chung là level này đã khá đau một số người rồi. Thì bây giờ mình sẽ bật chiêu số 3. Nè, lớp siêu vẫn dễ mất như bình thường, nhưng sau khi mất siêu là lớp máu chúng ta được tăng ammo, lớp máu rất cứng, lớp máu sẽ mất chậm hơn rất là nhiều. Và sau khi mất máu sẽ tăng đam lên, thành ra bây giờ chẳng hạn này, tôi bắn này, đấy các bạn thấy đam rất to chưa? Đấy, thành ra là đấy nhá, thành ra con Choma này, các bạn phải hiểu là con Choma này nó là tăng cơ, nhưng mà nó không phải là loại tăng cơ đứng để cho kẻ địch bắn lấy vấn đề. Mà mục đích tăng cơ của Choma ấy, các bạn phải hiểu là mục đích tăng cơ của Choma đó là hút hỏa lực của địch, và sau khi hút hỏa lực của địch, Choma sẽ khỏe hơn và giết hết bọn nó. Nhá. Mục đích của Choma là như vậy, có nghĩa là hút hỏa lực của địch và trở nên họ điên cuồng hơn đi giết bọn nó, chứ không phải là hút hỏa lực của địch và cứ đứng đấy hút mãi. Thành ra nếu mà nói về con Choma này, nó trâu thì trâu thật, nhưng nó không phải là cái loại lầy lội có khả năng đứng tăng cơ cả ngày được, mà mục đích của nó tăng cơ chỉ là lấy sức để tăng đam cho nó đi clear mà thôi. Thế chẳng hạn bây giờ mình sẽ để một con quái level 155 đi, chẳng hạn như con này. Bây giờ mình sẽ để nó bắn, con này mà bắn thì mình vẫn chết thì nó khỏe quá. Đấy nhá, như các bạn, đây mình sẽ cho nó bắn này. Từ. Đấy, đấy giờ các bạn thấy vạch máu của mình nó đốt như vã cả. Tóm lại là nó rất là trâu, nó rất là khỏe. Đấy, mang tiếng là mình có búp ammo đấy, nhưng mà nó đốt như điên. Kiểu nó quá khỏe rồi. Nhưng mà các bạn phải hiểu có nghĩa cái mục đích của đây là mình được tăng đam lên. Thì các bạn mình nhìn thử cái đam mình bắn nó này. Đấy, nói chung là sẽ nhân đam lên rất là lớn. Thành ra con Choma này mục đích tăng của nó như đã nói chỉ để lấy sức để clear lại kẻ địch thôi. Mà thường thường trong những trường hợp chúng ta gặp có những con quái như thế kia là trường hợp hi hữu rồi, hoặc là đi quá lâu mới gặp mình, các bạn không phải lo với những con như tôi vừa test. Gặp những con khác thì nó sẽ yếu hơn, chúng ta sẽ trâu hơn và chúng ta sẽ giết nó nhanh hơn nữa. Nói chung là chiêu số 3 này cũng rất là dễ hiểu. Đấy, mất siêu thì tăng giáp, còn mất máu thì sẽ tăng đam. Cái này thì nói chung là nó sẽ phụ thuộc vào lượng máu, lượng siêu mình mất để nó kích hoạt phải không. Nhưng các bạn có thể tra trên wiki thêm, nhưng mà mình sẽ nói vắn tắt như sau. Chúng ta sẽ mất tổng cộng khoảng 400 siêu. Chúng ta phải mất tổng cộng khoảng 400 siêu thì chúng ta mới mắc được cái tăng giáp. Và chúng ta sẽ mất khoảng tổng cộng 100 máu thì chúng ta sẽ tăng được phần sát thương, sẽ mắc được phần sát thương. Thành ra là nếu mà muốn để con này trâu chó nhất ấy, thì mình các bạn phải làm sao để cho cái lượng siêu của nó phải vào mức 400. Như với nếu mà chúng ta không sử dụng móc này chẳng hạn ấy, thì siêu của nó là 300, mà 300 có nghĩa là chưa đủ để nó mắc đúng không? Đấy, thành ra nhưng mà cái này có thể tùy cơ ứng biến, tí nữa mình sẽ nói sau. Nhưng ý của mình ấy là cần phải hy sinh 400 siêu để nó mắc phần búp armor, và nó phải hy sinh khoảng 100 máu để nó mắc phần búp sát thương.
Ông mình của chiêu này nó khá là nhảm. Ông mình chiêu này đó là mỗi khi chúng ta mất máu và mất mất mỗi khi chúng ta kiểu mỗi khi chúng ta kiểu mất mất siêu ấy thì sẽ nổ khiến cho kẻ địch nhiễm hiệu ứng băn chờ. Hiệu ứng băn chờ là giảm sát thương kẻ địch trong thời gian ngắn, nhưng các bạn phải hiểu là đam của bọn nó quá khủng rồi, giảm giảm sát thương chỉ có 30% 40% sát thương. Nói chung là cái giảm sát thương của đam băn chờ rất là tệ, kẻ địch vẫn thừa sức giết được mình mà chỉ trong thời gian ngắn thôi. Mà cái quan trọng là bait của nó có 9 mét, 9 mét gần mách là lì luôn đấy, bạn có thể vào game mà tự đo cực kỳ gần. Mà chưa kể là nó phải mất một lượng siêu nó mới kích hoạt được không, còn nếu mà mình không mất thì nó không kích hoạt, thành ra có khác nào là mình bị phải nhanh mất máu, phải nhanh mất máu nhanh mất siêu thì nó mới kích hoạt nhiều, và nhanh mất máu nhanh mất siêu thì con nói mẹ khác thì mình chết đấy. Thành ra là cái ông mình này không chết được gì cả. Và thêm nữa là nếu mà chúng ta khi nào nó bắn vào máu của mình ấy, có nghĩa là nếu mà đó là bắn vào siêu thì gây hiệu ứng băn chờ nhé, bắn vào vạch siêu khiến cho kẻ địch bị nhiễm băn chờ giảm sát thương nhé. Còn nếu mà kẻ địch bắn vào vạch máu của mình ấy thì mình, sau khi mình mất một lượng máu ấy thì mình sẽ nổ hiệu blast khiến cho kẻ địch dần mình bị ngã ra. Ô, nghe thì hay đấy, thực sự thì móc này hay vách là đìn, với điều kiện là móc này phải để rank to to một tí. Mẹ, để rank 9 mét, mày đùa bố mày à? Rank 9 mét này các bạn có thể thấy nó khác béo để đánh cận chiến đâu. Kẻ địch có béo bao giờ bắn không? Phạm vi 9 mét nó đứng xa hơn rất là nhiều, nhiều khi đứng tận đây hoặc là tận đây nó bắn. Nói chung là cái móc này thực ra là một móc hay, với điều kiện là phải cho cái bếp rank to lên khoảng chẳng hạn như là 15 mét hoặc là 20 mét thế đấy. Mẹ kỳ bo vách là đìn. Nói chung là Omen này rất là ngon, nhưng mà tự đề e bóp trái và khiến cho Omen này thành béo hay sử dụng. Thôi kệ mẹ đi, tiếp đến là sang chiêu số 4. Chiêu số 4 của Choma tóm lại là thả là một con rồng ngu lìm. Con rồng ngu lìm này tóm lại là 10 mét xung quanh nó ấy, chẳng hạn nó đứng ở đây chẳng hạn, thì 10 mét xung quanh nó chẳng hạn như từ vị trí của mình này này. Đấy, đây, tóm lại là thành 10 mét xung quanh nó đúng không? Đấy, chẳng hạn nó đứng đấy thì 10 mét xung quanh nó như thế này. Là trong phạm vi đấy cứ con nào cứ mình nhặt được đồng credit nào ấy thì đồng credit sẽ check tỷ lệ được nhân 2. Có nghĩa là như theo cái bảng build này cái tỷ lệ đấy nó không thay đổi đâu, mình không thể chỉnh sửa được cái tỷ lệ đấy. Nhưng các bạn thấy ở đây này là extra credit chain mỗi 60%. Có nghĩa là luôn luôn có 60% được nhân 2 thôi. Có nghĩa là chẳng hạn như bạn nhặt được 10 cục credit thì chỉ có 6 cục là được nhân 2 thôi, còn 4 cục là không, được không? Có nghĩa là chỉ có 60% cái số tiền mình nhặt được nhân 2 thôi. Mà chỉ cần trong phạm vi 10 mét con Choma, có nghĩa là cái con thứ 4 nó đứng đây chẳng hạn, thì trong phạm vi 10 mét có nghĩa là xung quanh cái 10 mét các bạn cứ nhặt cái các bạn cứ nhặt bao nhiêu credit thì cứ 60% số đấy sẽ được nhân 2 lên. Thành ra ngày trước có cái trò mà bác Choma đi farm tiền, nhưng mà từ ngày nó ra cái index ấy, cái map index farm tiền thì gần như chức năng này của Choma bị lãng quên. Thành ra mình nghĩ ra sau này nếu mà sau này con Choma có rework ấy, rework ở đây mình ý là mình muốn thay đổi cho cái đam toxin có ích hơn và làm nó chiêu một đỡ phế hơn ấy chẳng hạn, như thế thì cũng sẽ phải trích lại theo kiểu sẽ phải sửa thay đổi một số key cái số 4 chẳng hạn, như cái đoạn bút tiền của chiêu số 4 thực sự thì bây giờ đéo ai cần nữa. Ngày trước con Choma này là con dùng để kiếm tiền của cách đây mấy năm trước, nhưng bây giờ nó chẳng tác dụng gì trong game nữa, nó thành một chức năng thừa đúng không? Có ích nhưng mà thừa và không hiệu quả, không hiệu quả bằng cái cách bây giờ, nó chỉ hợp với thời gọi Tenno cởi chuồng mà thôi. Khi mình lột cái giáp ra này thì mình sẽ được tăng tốc độ di chuyển, có nghĩa là mình sẽ được cộng thêm 20% speed, nhưng mình sẽ bị giảm 50% ammo. Cái giảm ammo này nó giảm ammo tổng ấy, thành ra rất là nguy hiểm. Có nghĩa là các bạn chẳng hạn các giả sử đấy nhá, con Choma rất khó đẩy lên được như thế, nhưng bên mình đang chém gió rồi. Có nghĩa là giả sử mà các bạn có 5.000 giáp thì khi bạn cắt cái chiêu này phát đi là nó sẽ mất xuống còn 2.500. Nói chung là nó giảm một nửa ammo của mình, nói chung là khiến cho mình rất là cùi luôn ấy. Vì thế chiêu 4 này này, khi mình thả công nhông này mình sẽ chạy nhanh hơn này, nhưng mình sẽ yếu hơn. Thế bây giờ giả sử tôi sẽ được con này là con cơ bỏ, bây giờ mình sẽ giả nó xuống cái level 60 cái đúng đấy. Bây giờ mình muốn sẽ để một con thôi để mình thử cho nó bắn. Đây nhá, bây giờ tôi để em sẽ cho nó bắn nhá. Đây, để nó bắn bình thường tôi này, các bạn nhìn vạch máu đừng để ý vạch siêu. Đấy, nói chung là vạch máu đang bắn như này đúng không? Ok. Đây tôi sẽ đi ra xa, tôi vứt con rồng ra xa. Quay trở lại nó bắn tiếp này. Đấy, các bạn thấy vạch máu chưa? Ô, tạm biệt vạch máu của bạn đi. Thôi kệ mẹ mày, béo nhé. Đấy, tóm lại là khi vứt con rồng đi thì mình sẽ được tăng speed nhưng mình mất rất là nhiều ammo. Cái vấn đề ở đây á, là cái con rồng này là nó sẽ đia đam khá là cao. Thì nếu mà với ăn build ấy, có nghĩa là với kiểu bạn không đút móc gì ấy, thì nó sẽ đia 2.000 đam trên giây. Và cái vấn đề của con rồng này, cái vấn đề của con rồng này là con rồng này nó theo kiểu nó lấp, chẳng hạn nếu mà các bạn đứng ở giữa như thế này này, các bạn chắn mất cái đường phun của nó ấy, thì nó sẽ không đi làm cho kẻ địch hiểu không. Nói chung là cái đường phun lửa con rồng này nó không xuyên qua mình đâu, nó không xuyên qua vật thể đâu. Và hiện giờ đang có một cái bug trong game, đó là nó vẫn đi làm được cho kẻ địch,
nhưng mà cái hình ảnh của nó bị kẹt ở đây, có nghĩa là kiểu hình ảnh không ra xa được, nhưng thực ra kẻ địch vẫn đang bị đốt đấy, các bạn thấy không đấy. Thành ra là các bạn có thể yên tâm là con rồng này vẫn hoạt động bình thường qua hình ảnh cái đàm có bị bấc, nghĩa là bay rất là ngắn này thôi. Con rồng này có máu, khi hết máu sẽ quay về với con châu ma, mình chỉ cần cắt lại phun máu. Con rồng này tóm lại nó có 3 kỹ năng. Một là nó sẽ phun element vào kẻ địch, đia 2000 đam trên giây tùy theo element mình. Chẳng hạn như này sẽ là 2000 đam lửa trên giây, hoặc là điện sẽ là 2000 đam điện trên giây. Và cái kỹ năng số 2 của nó ấy là nó sẽ gầm. Thường thường cái kỹ năng gầm đấy là khi kẻ địch đông quá, hoặc là khi nào mình mới cắt con rồng ra thì con rồng sẽ gầm một phát. Chẳng hạn như giờ mình cho kẻ địch đông lên nữa thì mình test được. Thành ra con rồng này tuy là với 2000 đam trên giây có vẻ to, nhưng mình đã nói rồi đấy, bọn này đều là element thuần cả. Thành ra là cái khả năng để bọn nó clear được kẻ địch ấy, nó rất là kém. Thành ra con rồng này đúng là kiểu chỉ dùng để clear quái rác thôi. Mục đích chính sử dụng con rồng ấy là để sử dụng, không phải sử dụng cái một của nó. Cái một của nó như mình nói là full element đúng không? Mục đích sử dụng con rồng là để sử dụng cái stun với cái mù của nó. Thế nhá, khi mới thả cái con rồng này thì nó sẽ gầm một cái, nó sẽ khiến nó kẻ địch bị stun và bị mù nhẹ một thời gian ngắn. Nói chung là rất là ngắn thôi, không đáng kể. Đấy, sau khi kẻ địch dậy phát là, nói chung kẻ địch chỉ cần đứng dậy là hết bị mù, hết bị stun luôn. Kẻ địch chỉ cần đứng dậy là hết bị mù, hết bị stun luôn. Đây như với các bạn có thể thấy là với cái quái này kiểu level rác như thế này này, kiểu level thấp ấy thì nó full rất là nhanh chết. Thành ra đối với quái level 40, 50 nó vẫn có thể bia đam được, nhưng mà chỉ cần lên 60, 70, 80 gì đấy là bắt đầu con rồng nó không bia đam nữa. Đấy, thành ra mục đích chính của con rồng này chỉ là để cho nó CC kẻ địch. Có nghĩa là khi nó full cái element này vào người kẻ địch ấy, thì vẫn sẽ khiến cho kẻ địch bị được burn đúng không? Có nghĩa là theo kiểu nếu các bạn dùng điện thì kẻ địch vẫn có tỷ lệ bị giật điện. Dùng lửa thì kẻ địch bị burn, dùng độc thì nói thì đấy, cái độc chỉ gây mất máu trên dây thôi chứ nó chẳng khác nào gì. Còn giả anh dùng băng, ít ra dùng băng nó còn slow kẻ địch đúng không? Tuy nó không khóa kẻ địch có nhưng sẽ slow kẻ địch. Thành ra là cái này cái nói chung là đi đánh level mình, đi đánh map, nhất là map dev mình vẫn có khả năng thả rồng được. Một là con rồng sẽ tập trung hỏa lực của kẻ địch, hai là trong lúc đấy nó sẽ phun lửa đây các bạn thấy. Đấy, nó phun lửa này, nó clear burst và nó khiến cho kẻ địch cháy. Nói chung nó sẽ là một cái decoy có ích hiểu không? Và khi kẻ địch lại gần nó quá ấy, thì nó sẽ hất đi. Ở đây kẻ địch không ở gần nó, kẻ địch ở xa ấy, thì thi thoảng sẽ gầm các bạn hiểu không? Và đặc biệt con này ấy, nó hay gầm khi mình mới thả ra, thành ra con này có thể dùng để làm stun tạm thời. Chẳng hạn nếu các bạn thấy quái đông quá, các bạn có thể thả bừa cho 4 ra. Và kiểu lúc mới thả ra ấy, nó sẽ gầm tạm thời và các bạn có thể thả ra một lần nữa. Đấy, các bạn có thể làm cái trò spam 4 này chỉ để con rồng nó tương tự thời. Đấy, thành ra nếu mà các bạn những người yêu lúc các bạn câu giờ tìm các bạn thể dùng mẹo đấy. Còn trong trường hợp nếu mà kẻ địch đứng gần con rồng quá chẳng hạn như thế này thì con rồng nó sẽ dùng kỹ năng số 3 ấy. Từ đây là kỹ năng số 2 nhá. Đây nó sẽ dùng kỹ năng số 3 nó hất kẻ địch đi. Đấy, tóm lại nó sẽ hất cho kẻ địch bay đi một đoạn khá là xa. Thành ra con rồng này có 3 cái chính, một là full element, 3-2 là theo kiểu gầm cho kẻ địch bị stun, và 3 là hất kẻ địch đi nếu kẻ địch lại quá gần. Thành ra con rồng này mình hay để những cái nơi phòng thủ, hoặc là để những cái nơi hẹp hẹp như là một cái đường hầm hoặc một cái cửa rất là tốt. Nhưng mình khuyên là nên để vị trí vừa phải, nếu mà để gần bọn nó quá thì con rồng sẽ không phun lửa nữa mà suốt ngày hất thôi. Còn nếu mà thành ra mình phải để cho con rồng có khoảng cách được không, nó phải có khoảng cách thì nó mới phun element liên tục được. Đấy. Ừ, thế thôi, tóm lại thế. Còn cái Omen của con rồng này hiện giờ thì có nó cái Omen, nhưng mà thực sự cái Omen nó đúng là khó khăn ấy. Đây Omen nó là lái được con rồng nhưng mà bựa vãi. Nên tóm lại là cái bạn thả con rồng ấy nhá, thả con rồng ở đây các bạn ấn lại chiều số 4 hoặc là từ nó ghi ở phướng đây. Khoan đã. Bình tĩnh. Mình nhét đúng không nhỉ? Đúng mà. Chắc là có cái gì ấy, chẳng hiểu. Mình cứ lấy hết bọn địch cho đỡ vướng không nào. Nói chung là đang bị vướng víu cái gì đấy. Đây, giả sử mình để con rồng ở đây chẳng hạn. Đây, mình giữ chiêu số 4 ra đây. Nó đi được này, lúc nãy làm sao nó không đi được. Đấy, tóm lại là khi các bạn giữ chiêu số 4 ấy, thì con rồng sẽ lao đến nơi mình muốn nó đến. Nói chung là nó giống như là một cái điều khiển từ xa, nhưng vấn đề ở chỗ là con rồng nó chỉ lao đến đấy thôi, sau đó thì nó ở đấy luôn. Cái bựa nhân điểm ấy là trên đường đi của con rồng, chẳng hạn như các bạn đánh dấu cho con rồng ra kia lại, thì trong lúc con rồng lướt đến đấy, kẻ địch nào trên đường đi của con rồng sẽ bị đia rất là nhiều đam. Cái vấn đề ở chỗ đấy là các bạn thấy không, con rồng đi rất là ngu và con rồng chỉ đi đúng một đường thẳng thôi. Thành ra là rất là ít khi kẻ địch nằm trên đường đi của nó. Thành ra cái vụ đia đam trên đường đi của con rồng ấy là một vụ cực kỳ nhảm nhí.
Đây, các bạn để thấy này, nó đi đam rồi này, đi 2.000 đam cho những cái kẻ địch đứng ở trên cái đường đi của nó, và khi nó lao đến nơi ấy, lao đến nơi nó sẽ gầm để stun kẻ địch đúng không? Nói chung là nó không đeo cần thiết lắm, tại vì nếu mà các bạn cần, các bạn chỉ cần chạy ra đấy recap lại chiêu 4 chứ không việc gì phải hâu chiêu 4 để cho nó đi từ đây này đến nơi khác cả, hiểu không? Có nghĩa là cái này nó kiểu nó chỉ là một tính năng để nghịch thôi chứ nó không thiết thực, nó không thiết thực tí nào cả. Thay vì mình điều khiển nó thì mình chỉ cần tự mình đi ra đấy rồi mình recap thì hay hơn. Chứ có bao giờ mình điều khiển con rồng này đi quá xa đâu, chẳng hạn như bây giờ tôi có thể ngồi nhà tôi lái con rồng này đi từ đầu map đến cuối map rồi đi thì còn ok. Đây chả qua chỉ là chỉ nó đến cái nơi mà với điều kiện là mình chỉ nó đến cái nơi mà mình đang nhìn thấy để mình điều khiển nó đến thôi, chứ nếu mà nó đã quá xa rồi mình không nhìn thấy vị trí đấy thì mình không chỉ nó đến được đúng không, nó cũng chẳng tác dụng gì đấy. Thành ra cái element này nhưng mà chỉ có fun thôi. Đến đây thì mình kết thúc video về quên, không phải kết thúc video mà thì kết thúc về nói phần kỹ năng của Choma. Vì vậy thì như thế này, con Choma có hai bảng build, một là bảng dùng chung lửa với cả băng. Với bảng này thì tóm lại là mình sẽ dùng như thế này. Bảng này nói chung là các bạn cái bây giờ mình đã nói cái đoạn ứng biến đó nhá. Đầu tiên là hai cái element này, các bạn hai cái ô này các bạn dùng gì cũng được. Về arcane ấy thì mình đặc biệt khuyên cho con này sử dụng arcane guardian, có nghĩa là luôn luôn có arcane guardian để cho nó tăng cái độ bền cho nó. Arcane guardian là cái nói chung là nó sẽ kích nó khi mình bị thương, khi mình bị bắn, nói chung là khi mình bị ăn đạn thì mình sẽ tỷ lệ kích hoạt thêm 600 giáp. Tuy là nó không cộng thêm vào kỹ năng của con, nói chung là nó sẽ khiến cho con Choma khỏe hơn. Còn đây nhé, còn một cái AK nữa ấy. AK nữa thì cái này là phụ thuộc vào từng người này. Nếu mà người nào ấy muốn cho mình luôn luôn sẵn sàng ấy, có nghĩa là muốn cho mình luôn luôn sẵn sàng có lớp siêu, tại vì như đã nói chúng ta phải mất siêu chúng ta mới được tăng giáp không, ai mà muốn muốn lớp siêu của mình luôn luôn sẵn sàng ấy, thì nên gắn AK Barrier để nó sẽ có tỷ lệ hồi lại full siêu. Còn ai mà nghĩ là mình có khả năng lúc nào cũng đủ siêu rồi ấy, chẳng hạn như các bạn dùng cái móc hồi full siêu của con Sentinel ấy, có nghĩa là cái con đệ bay lên đầu mình ấy, nó cứ móc hồi cho mình siêu lúc mình bị mất đúng không? Nếu mà ai tự tin có con đệ đấy rồi thì sẽ dùng Arcane Gray như thế này thì sẽ khỏe hơn. Nói chung là Guardian với Gray sẽ khỏe hơn. Còn nếu mà ai muốn thì kiểu cái siêu luôn luôn sẵn sàng để chờ mất ấy thì nên sử dụng Barrier thay cho Gray. Nói chung là tùy mục đích sử dụng. Và ấy, trong khi build cái bảng này thì các bạn sẽ dùng, nói chung là đây nhá, chúng như đã nói các bạn cần 400 các bạn là cần 400 siêu đúng không? Thành ra nếu mà các bạn đâu nhỉ, không cái móc Vigor thường đâu nhỉ. Đây, thành ra nếu mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây là 420 siêu, là trên 20 siêu tí. Nhưng tóm lại là nếu mà ai mà không tin tưởng mà Sentinel ấy, giả sử có Sentinel vừa buff siêu cho mình xong mà mình lại mất tiếp thì lúc đấy cái kỹ năng buff siêu của Sentinel nó bị delay đúng không? Nó chưa hồi lại đủ siêu cho mình đúng không? Là mình sẽ không đủ lượng siêu để kích hoạt đủ lượng buff giáp đúng không, là mình sẽ yếu và dễ chết đúng không đấy. Thành ra ai mà không tin tưởng Sentinel ấy, thì nên nhét một móc Vigor thì nó sẽ khiến cho mình luôn luôn trong cái mức đủ siêu để kích hoạt toàn bộ lớp giáp nhá. Còn ai cũng lấy một Vigor là không nói, tóm lại Vigor thường gọi là Vigor. Bên cạnh đó ấy, thì con này nhá, không nên sử dụng móc Amo. Như mình đã nói con này nó rất trâu liên quan đến Amo không, nhưng không nên sử dụng móc Amo vì bên mình sẽ giải thích như sau. Thứ nhất, cái Amo của con này này, sau khi đút móc Amo vào ấy, cái móc ammo nó chỉ tăng cho mình cái ammo này thôi, nó chỉ tăng cho mình cái ammo bình thường của con Choma thôi. Đây các bạn thấy không, nó chỉ tăng cho mình một tí ammo bình thường của con Choma. Trong khi đó ấy, cái ammo của cái băng ấy, nếu mà các bạn sử dụng nhé, đây là nếu mà các bạn sử dụng element băng, cái ammo được buff lên từ cái băng đấy ấy, nó chỉ tính theo cái 350 gốc này thôi. Nếu mà các bạn có đút thêm móc này lên nhé thì nó cũng không tính theo cái 735 này đâu, mà nó chỉ tính theo cái phần 350 này thôi. Thành ra là cái đoạn cộng thêm này vô ích. Và cái buff armor của chiêu số 3 ấy, cái chiêu mà mất mất siêu để được tăng armor ấy, thì khi mất siêu nó sẽ tăng armor nhưng cũng chỉ là nhân lên armor từ phần 350 này mà thôi nhá. Thành ra là cái này nó cái đúng nghĩa là khi các bạn đút cả móc này vào con Choma, nó chỉ giúp cho các bạn tăng thêm được đúng khoảng 385 điểm nhá, nó chỉ giúp cho các bạn tăng thêm khoảng 385 điểm armor thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì đến toàn bộ tổng kỹ năng cả. Vì thế thì các bạn có thể tự dùng tay, tự dùng máy tính để tính, nhưng đây thì mình sẽ không nói ra đây mình ấy rồi. Tóm lại là nếu mà các bạn thay cái vị trí này vào móc máu thì sẽ lợi hơn, tại vì nhá, tại vì các bạn phải hiểu là nó chỉ chênh nhau có 300 điểm thôi. Như vừa rồi như vẫn đã nói, mình đút cái này lên nó chỉ tăng có 385 đúng không, thì có các bạn phải hiểu nôm na là một cái chẳng hạn nhá, mình chỉ đang ví đưa ví dụ thôi. Thành ra sau khi mình được buff hết các loại armor lên nhá thì nó sẽ giống như là việc có các bạn có khoảng tầm 3.000 giáp vào và khoảng 3.385 giáp nhé. Giữa 3.000 giáp và 3.385 ấy nó rất là chênh lệch nhau rất là ít, các bạn đút cả cái móc này vào chỉ để tăng một tí chênh lệch rất là ít đấy thôi. Mà trong khi đó chúng ta có thể đút móc máu vào ấy,
thì lượng máu ở này nó khi có giáp ấy nó sẽ trâu hơn. Nói chung là khi đút móc máu ở đây này, chúng ta sẽ trâu hơn rất là nhiều, phải trâu hơn phải gần gần bằng gần 2 lần so với đút móc giáp. Đó. Thành ra là mình khuyên mang tiếng là con trâu mài liên quan đến giáp đấy, nhưng mà lại giáp của chỉ số gốc cơ chứ không phải là giáp của chỉ số sau khi cộng thêm này. Thành ra là mình khuyên là không nên sử dụng móc giáp con trâu mài. Đấy, nói chung là sau khi như thế xong thì chúng ta sẽ đút như thế này. Chúng con trâu ma bảng lửa này thì đấy, nói chung là hai móc này nhá. Dù sử dụng omen này nhá, omen này dùng là rất là lợi nhá. Flower nhá, một cái chim lai nhá. Dùng cái trang sừng này thôi, dùng Braille thì tốn quá nhiều energy, hoặc là dùng những cái này thì không đủ thời trang để buff armor cho mình. Dùng cái này kéo dài đu, cái này có thể thay bằng móc re, cái này với móc re có thể đây, hai móc này tóm lại là móc này để khi mất máu là mình phục hồi energy. Vì thế là bảng build lửa và bảng build băng của mình. Như đã nói nhá, như bằng lửa bằng băng như đã nói thì các bạn có thể cơ động với vụ arcane như đã giải thích. Bây giờ đến bảng điện, cái bảng điện này này nó đang hơi có vấn đề một chút, bảng này mình chưa hoàn chỉnh lắm. Tóm lại là bảng điện nhé, bảng điện này khá là vui. Nói chung là con trâu ma lửa, con trâu ma điện và con trâu ma băng ấy thì nó khá là trâu như nhau. Chả hoa qua là cái con trâu ma băng ấy nó trâu hơn, tại vì là như là nó slow kẻ địch. Nó slow kẻ địch có nghĩa là kẻ địch đi đam chậm hơn, mà đi đam chậm hơn thì có nghĩa là nó lâu chết hơn, đúng không? Đấy, thành ra thì độ trâu thì như nhau, các bạn hiểu không? Độ trâu thì như nhau, nhưng con băng nó khiến cho kẻ địch giết nó chậm hơn. Con lửa thì hơn đồng thì cũng cũng khiến cho nó địch địch giết chậm hơn, tại vì con lửa nó tăng mạch máu tối đa, đúng không? Nó khiến cho nó lâu chết hơn. Nhưng mà cái chiêu tăng máu kia là chúng ta phải chờ nó hết thời gian chúng ta mới cắt lại được nó mới hồi máu được. Còn trong cái thời gian mà chúng ta vẫn đang bật nó ấy, thì chúng ta sẽ không hồi máu được nữa. Đấy, thành ra là cả con băng và con lửa thì nó khiến cho mình bị khó chết hơn. Còn con điện ấy thì nó lại giống theo kiểu là nó sẽ khiến giật điện ngược lại trên kẻ thù để cho kẻ thù bị stun hẳn luôn. Kẻ thù sẽ mất hẳn một thời gian không đánh được nó luôn. Thành ra là ba cái này thì mình thấy như nhau, nhưng nếu mà xét theo về độ bền ấy thì là cái băng là bền nhất, sau đó đến cái lửa rồi đến cái điện. Chứ nếu mà đó là nói về bền nhất nhìn ba thôi nhá, còn cái độc thì mình không nói, cái độc cực kỳ nhảm nhí rồi. Cái độc thì nó vẫn bền như những thằng này nhưng mà nó không đưa ra hiệu ứng gì hay cả, có nghĩa là nó vẫn trâu bò, cái độc thì vẫn trâu bò nhưng nó không gây hiệu ứng gì hay cả. Thành ra là mình thấy thì cái băng là cái hay nhất, sau đó thì đến cái lửa, sau đó thì đến cái điện. Cái điện thì nói chung là ba cái thằng đấy chơi for fun, thằng điện thì nó hơi mệt ở đoạn regen, chính là thằng băng cũng mệt ở đoạn regen. Nói chung là trong trong ba cái thằng điện, lửa và băng ấy, có mỗi thằng lửa là tự hồi máu được thôi. Có nghĩa là những cái thằng băng và thằng điện mà bị mất máu nhiều quá thì vẫn phải dùng đến ghi, đúng không? Như khi khi bạn sử dụng hai con vua, hai cái thể loại đấy mà đi cùng những con vua phim robot như Chimity hoặc là Oberon ấy, hoặc là những cái con gì có kỹ năng liên quan đến regen hồi máu trên dây ấy, thì thực sự thì không phải quan tâm lắm, tại vì lúc đấy mình đã đỡ được bọn nó lo rồi. Vì thế thì mình thấy cái nếu mình thấy xét như thế thôi, nhưng nếu mà nếu mình thấy thấy thì cả điện cả băng cả lửa đều như nhau cả, có mỗi cái độc vứt đi thôi. Đấy, thì với bảng điện này khác một điểm, với bảng điện này thì chúng ta sẽ tăng rank lên, mục đích là do cái phóng điện là ảnh hưởng về rank thì chúng sẽ phải tăng rank lên. Bảng điện này giống hệt bảng kia, chẳng qua là bảng điện này, này là vứt móc chim lai đi, có nghĩa là bảng các bảng này là giữ móc chim lai, đúng không? Thì bảng điện này là vứt móc chim lai đi để thay bằng cái phóng điện, à để thay bằng cái cô nhầm nhầm lại nó nhịu đấy. Bảng điện này là vứt cái chim lai đi để thay bằng cái chip để tăng rank lên. Cái vấn đề ở đây nhá, đó là với một số người ấy, sẽ thấy trô ma không cần nhiều energy. Thành ra nếu mà ai thấy trô ma không cần nhiều energy ấy thì các bạn có thể vẫn giữ chim lai để tiết kiệm energy tiêu thụ. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ vứt cái flower đi, sẽ vứt cái móc flower đi này. Đấy. Còn nếu mà ai thấy ở cả bảng băng này và bảng lửa này cũng không cần đây nữa ấy, thì các bạn có thể vứt đi và thay một móc khác nếu các bạn thích. Đấy. Tóm lại là hiện giờ là bảng mình thấy là cái bảng băng này dễ, bằng lửa bằng băng này thì dễ chơi hơn này. Nhìn lại nhé, bằng lửa bằng băng này dễ chơi hơn đấy. Bảng điện thì nó sẽ hơi thốn cái đoạn phim một tí. Nói chung là sẽ không không quá thốn đâu, tại vì mình mất máu mình đã hồi energy mà, nhưng nói chung là sẽ phải tiết kiệm hơn bảng lửa bằng băng một tí. Cái bảng lửa bằng băng này này là các bạn nói thật nhé, bảng lửa băng này nếu mà các bạn chơi chuẩn ấy thì đến những cái lúc các bạn nhiều lúc còn các bạn thừa energy để các bạn spam chiêu 4 cơ, tại vì chiêu 4 nó lợi trong việc kiểm soát map mà. Đấy. Còn bảng băng này thì sẽ phải tiết kiệm energy hơn, có nghĩa là vẫn dùng thoải mái chiêu 2 chiêu 3. Nhưng mà mỗi khi chúng ta dùng chiêu 4 là chúng ta phải để ý xem energy có nhiều hay ít, nếu mà nhiều vẫn dùng thoải mái được, còn nếu mà ít thì nên nên tiết kiệm đấy, lại thế. Lúc nãy thì nói chung là cái bảng điện này thì đi với team vui hơn, nói chung là rất là vui, mình vẫn thích nhìn cái bảng điện này. À mình đang để element lửa phải, cái element buồn cười nó không đổi theo kiểu mình muốn mà nó phải đổi energy cơ. Đây đó mình đang dùng element đấy, tóm lại là hơi lằng nhằng với đoạn đổi màu. Mà nếu trong phần đổi màu các bạn để xét đây này, UB
C đây, các bạn có thể sát sẵn là kiểu từng từng build màu này màu kia đấy, loại loại như thế. Sau đó thì lúc sau các bạn chỉ việc đổi trên đấy thôi chứ không cần phải vào phần set lại màu nữa. Hình như đang bị bung rồi. Đúng rồi, bung có mẹ rồi, đéo được phóng điện này cả. Ôi à, không đéo phải, đang không phóng điện mà tôi đang bật bất tử thì làm có mất máu đéo đâu mà chẳng phóng điện đấy. Phóng điện đi, yeah ha. Đấy, ta luôn là dùng cái điện này mình thấy vui, rất là lìn mà bền vẫn thế. Mà cái điện với cái băng thì đều phải dùng kia để hồi máu cả, hoặc là để dùng vô phim khác hồi máu cả. Thôi nhá, thế là nói chung là mình xong hai bảng rồi. Về cái arcane thì các bạn cũng giải thích giống như ở bảng đầu, tóm lại là bảng lửa này, bảng lửa băng này với cả bảng điện thì khác nhau một chút thôi. Arcane như đã nói đấy, Guardian hoặc Ray hoặc là Guardian cộng Barrier. Bên cạnh đấy thì con về này có một bảng đi săn boss Chinodon, thì cái bảng này mình đã cân nhắc rất là nhiều và thực ra thì có nhiều cách build lắm, thì nhiều người người ta dùng kia nhiều ấy thì người ta cứ full trang thôi. Nhưng mà với bảng build của mình thì mình muốn tận dụng vào những cái người nào vào nó mà không có điều kiện để spam kia mà không phải phụ thuộc vào kia. Có nghĩa là trong khi đánh boss thì chúng ta sẽ rất ít nguồn energy và nhiều người sẽ có thể sử dụng generic để đát ra cái quả cầu này thì các bạn dẫm vào để hồi energy. Còn nhiều người thì dùng cái khác để đánh boss, dùng cái Volantic Chai để đánh boss, không còn dùng này nữa. Thì nói chung là với bảng build của mình ấy, thì sẽ không phải phụ thuộc vào hai cái generic đấy. À quên, nói chung là ý mình ấy là dùng cái bảng build của mình sẽ không phụ thuộc vào cái generic, cái hồi energy này nó sẽ không phụ thuộc vào cái này và sẽ không phụ thuộc vào kia. Với bảng build này ấy, thì tóm lại là mình sẽ giữ cho rank ở mức cơ bản, để không rank mà thấp quá không ổn, mà rank cao thì thừa. Tóm lại mức cơ bản để khiến cho đồng đội trong phạm vi này được buff giáp, buff đam. Và energy thì cũng không cần phải được giảm đi mà cũng không nên tăng lên thì chúng ta không canh được, còn chỉ ở để mức bình thường thôi. Thành ra với việc chúng ta ăn đam từ boss, sau khi chúng ta ăn đam từ boss xong ấy, chúng ta sẽ chuyển đổi năng lượng và lúc đấy chúng ta sẽ việc cắt chiêu số 2 và cắt chiêu số 3 bình thường. Sau khi đi đánh boss ấy, thì mình khuyên là nên để element lửa, không nên để element băng và element điện lắm, tại vì element điện và element băng nó chả phản đi đâu được, phải không, nó cũng chả slow vào boss. Còn để element lửa chúng ta có thể cast để tăng được máu tối đa chúng ta lên, hoặc chúng ta hồi được một tí máu khi chúng ta muốn. Vì thế thì khi đi đánh boss thì mình khuyên chỉ nên dùng element lửa mà thôi. Các bạn có thể để element độc cũng được, nhiều người là thích mang element độc khi đánh boss tại vì khi element độc giúp các bạn reload nhanh hơn ấy. Đấy, thành ra là khi đi đánh boss thì nên dùng lửa hoặc là độc. Với bảng build này thì cũng như thế, nên sử dụng, nói chung cả ba bảng build để sử dụng móc vigor thường hoặc grimed vigor, sau đó thì đều để sử dụng thêm móc này nữa. Không, nói chung là đã giải thích rồi đấy, không nên sử dụng móc khác, không nên sử dụng móc zil. Đấy, thành ra là đều build như thế cả. Với bảng này thì bảng này nó khác cái bảng kia nhé. Bây giờ mình sẽ sang bảng, quay về bảng đầu tiên này. Đây, mình sẽ trở lại bảng boss đây nhé. Nên các bạn phải so sánh với bảng săn boss này thì tóm lại mình sẽ bớt AP đi, giả AP ở mức 100%, nhưng mà mình sẽ tăng rất nhiều sức trang lên. Tại khi đánh boss này chúng ta cần nhân nhiều sức trang để kiểu để kéo đam của đồng đội lên. Nó sẽ kéo, nó không kéo được đam của cái arm, nó không kéo được cái đam của cái súng của operator như thế này, đúng không? Nó không kéo được đam của súng operator các kiểu là điểm, nhưng mà nó sẽ kéo đam của vũ khí lên, nhất là lúc bắn boss là chúng ta dùng sniper ấy, thì nó sẽ kéo đam của viên đạn sniper lên. Thành ra bảng này nhấn mạnh vào strength hơn, nhưng mà nhấn mạnh vào strength mình lại chọn cái cách sử dụng ba móc strength này kết hợp với nhau cơ, chứ mình không sử dụng cái bright red, tại vì cái bright red nó sẽ trừ AP, và nếu mà trừ AP như thế này ấy, thì một mình lượng đam từ con boss gây ra cho mình ấy, thì mình sẽ không đủ. Có nghĩa là con boss gây ra cho mình, con boss nó không hút được nhiều máu cho mình sử dụng cái này nhiều đều, đúng không? Đấy. Thành ra và chiêu này khi đánh boss ấy, chơi bảng build này đánh boss thì các bạn nói chung ấy, các bạn nên cân nhắc là arcane có thể thay đổi một số cái, chẳng hạn như các bạn có thể giữ Guardian, nhưng mà các bạn có thể thay đổi Barrier vào những cái chẳng hạn như là tăng tốc độ ở đâu nhỉ, nói chung là tăng tốc độ nạp đạn của súng, tăng tốc độ nạp đạn của súng này, rồi tăng đam súng này các kiểu, đúng không? Các bạn có thể đổi arcane khác đấy. Thành ra tóm lại mình có ba bảng build này, bảng build này. Về vụ arcane như đã nói nha, các bạn có thể cơ động. Còn Sentinel thì nói chung là ai mà có khả tự tin thì có thể sử dụng mỗi cái móc này như đã nói ấy, nó mỗi khi chúng ta mất siêu nó hồi ra 100% ấy. Chẳng hạn như bạn có 300 siêu là không đủ 400 đúng không, thì sau khi mình mất 300 siêu xong ấy thì con này sẽ hồi cho mình phát nữa, thì lúc đấy lúc mà kẻ địch bắn vào lần siêu thứ hai thì mình sẽ tích đủ 400 đúng không. Đấy, thành ra nếu mà ai tự tin thì có thể nhờ con Sentinel làm này, nhưng mà đã như đã nói ấy, sau khi làm trò này xong nó sẽ bị delay một thời gian ngắn. Thành ra là trong lúc delay, những may mình mà mất siêu ấy, mà những may lúc đấy mình mới cắt tiêu số 3 ấy, thì mình sẽ không đủ siêu kích hoạt giáp. Thành ra tôi là cái người ăn chắc mặc bền ấy, thành ra là tôi vẫn quyết định xài cả móc này, và lẫn tôi trang bị lẫn cho con chôm ma luôn 400, hơn 400 giáp để nó luôn luôn trong trạng thái đầy đủ, không lo lúc nào bị thiếu siêu cả. Đấy, ba bảng này các bạn có thể tua lại tự nhìn.
Thôi tóm lại là như thế, còn con Choma này thật sự ý anh nói đấy, mục đích tăng cơ của nó là phụ thôi, mục đích cửa ly của nó là chính. Thành ra là chơi con Choma này mình khuyên là các bạn không nên đứng hứng đam quá lâu, mà mục đích chính của con Choma này là chỉ hứng đam và để lấy sát thương thôi, nó búp nó sát thương con Choma đi mà. Vì thế là bây giờ giả sử tôi sẽ thử vác đi sấy nhá, bây giờ tôi sẽ thử vác thẳng Braton này lại. Bây giờ tôi sẽ để một con Summon bọn này ở level chẳng hạn như level 90 đi, là level khá là trâu bò rồi đấy. Nói chung là level này nó thật là tôi đọc cam đoan là tôi sẽ rất là dễ chết, tại vì nó quá là nhiều đam đấy, đấy đấy, nó bắn vào mình vẫn phải bắn vừa bắn một lúc nhé, chứ bên mình cũng phơi ra là mình cũng chết. Kiểu sau khi mình hấp thụ đủ ấy thì cái lượng sát thương mình đi ra rất là lớn, các bạn thấy này, cái Braton mà mình có thể bắn bọn nó dễ dàng ngoại luôn. Đây, nhưng các bạn thấy này, nó vẫn có thể hấp viêm chết tôi được này, vì sát thương của nó bây giờ lớn quá rồi, mình kiểu bao nhiêu giáp cũng không đỡ được. Các bạn có full thời trang thì các bạn cũng chẳng phá hầm hơn được bao nhiêu đâu, thật đấy. Tại vì cái đúng thật với những cái level này ấy, thì kiểu đam của nó thuộc loại hack rồi, mà đây là cái kiểu toàn heavy gunner ấy, thành ra cái đam dây rất là lớn. Nhưng qua cái đây thì mình các bạn kiểu tôi cũng đã cho các bạn thấy là ý của con Choma ấy là đấy, tôi không để ý ấy, không để ý đến cái búp ấy, không để ý đến cái búp là sẽ chết. Đấy thì kiểu ý tôi ở đây là con Choma ấy nó chỉ đến sức mạnh nó đến từ cái việc sát thương nó được nhân lên thôi, chứ nếu mà các bạn cứ đứng đấy mà cứ tăng cơ mãi thì các bạn không là giải quyết được vấn đề gì. Đấy nó bắn cái tăng lên đấy thì rất là khỏe, thấy chưa. Đấy chết, kiểu kiểu bọn đám bọn này hack mẹ rồi. Thêm một điều lưu ý nữa là chiêu số 3 ấy là nó recast được, có nghĩa là nếu mà các bạn vẫn đang cắt chiêu số 3 ấy, thì các bạn thể chiêu số 2 thì không đi cắt được, chiêu số 2 phải chờ hết hẳn thời gian nhưng chiêu số 3 các bạn thì cắt được. Hay ra trong những trường hợp bây giờ mình cũng giảm nó đi được rồi. Chẳng hạn như bây giờ trong cái trường hợp này chẳng hạn. Đây, thành ra chẳng hạn trong cái trường hợp này chẳng hạn thì chẳng hạn như chúng ta còn 9 thời gian kìa, 9 giây kìa. Các bạn sợ đang đánh nhau hết giờ đúng không? Chẳng hạn các bạn sợ đang đánh thì hết thì các bạn có thể cắt lại luôn, đó đi ra đánh tiếp. Đang đánh mà các bạn thấy thời gian xuống thấp quá, các bạn sợ hết ý, thì các bạn lại cắt tiếp. Đấy, nếu các bạn thấy với level 60 ấy thì nó cái kết quả từ đam con này nó rõ ràng hơn, các bạn thấy thứ 1-2 viên là đam nó đã đẩy phục rồi. Đây là đối với Braton, các bạn cầm các loại súng hack đam hơn ấy, chẳng hạn như Subura các thứ ấy thì nó khủng khiếp hơn nữa. Đấy, thành ra con Choma này nó lầy, nó không thể gọi là tuy là nó tăng cơ đấy, nhưng mà nếu mà độ lầy nó không lầy với các con khác, nhưng mà sát thương nó thì khỏe các con khác trong cái hội tăng cơ. Nghe giả hạn bây giờ mình cho nó đi cùng những cái thứ hack đam chẳng hạn như là Subura nhá. Bây giờ mình sẽ summon một con này ra thôi. Bọn này còn hack đam hơn nữa đấy, mình búp giáp mà nó còn búp như điên cả đấy. Giả sử bây giờ mình đã mắc đam rồi nhé, tôi bắn nó này đấy, mà đó là tôi còn bắn trượt bao nhiêu nhé. Hoặc là những cái khẩu cái cửa thần thánh hơn chẳng hạn như là thi hit và ai gì đấy. Đấy các bạn thấy nó gần hết vạch máu mẹ luôn, còn một tí thì nó bị burn với cả bị đốt đốt chết với cả bị cái mất máu trên dây của Lee chết. Nhưng ý các bạn để thấy là một viên kiểu kiểu khi mình dùng thi hít là hai viên đúng không, một phát bắn như này là một phát bắn nhanh này là ba bắn hai viên đạn cùng lúc rồi, khẩu này là khẩu hai viên mà. Thì ý của mình là với cùng một lần cước cò như thế là cái thằng Heavy 155 đã gần liệt con mẹ dương ở đấy, mà nếu mà bắn ở cự ly rất là sát ấy, không mít một mẩu đạn nào ấy thì con cháu là chết mẹ luôn. Cái bảng này mình đóng build vai rùa chứ đúng không nhỉ? Bảng này mình đóng build vai rùa. Thế bây giờ mình sẽ thử sang xem cái build con đã phép bờ kéo sốc. Tóm lại bây giờ mình sẽ build sang Koro xem. Vừa rồi là để vai rùa, bây giờ mình thử để thử Koro xem. Có vẻ như không ăn thua bằng vai rùa, hoặc là do kẻ địch cử động. Thì bây giờ mình sẽ thử cho kẻ địch đứng im nhé. Hiện giờ mình vẫn đang còn búp, mình vẫn đang còn búp, mà trong khi kẻ địch đứng im mà mình bắn thì nó không bị nhận đam tia đâu, hình như là các bạn có thể yên tâm về kết quả đúng. Chết luôn này đấy, có nghĩa là cái phát vừa rồi tôi bắn nó không chết có thể là do cánh tay của nó chắn đam vào đầu nó ấy. Thành ra là đấy các bạn có thể thấy được cái búp đam của Choma rất là nguy hiểm, cái khẩu đã sắc gan rồi còn trở thành sắc gan hơn.
Thôi đến đây tóm lại mình kết thúc video của chú ma. Nói chung là video này khá là dài dòng và mệt mỏi đấy. Nói chung là thế. Tôi cũng mệt mỏi phải đi thôi nha. Bye bye.